Chào mừng đăng nhập hệ thống Hải Đăng. Đang mở lối vào cho bạn. Tĩnh Như, cô chịu đựng nhé. Bệnh nhân bị gì thế? Bác sĩ, cậu ấy ngã từ trên cao xuống. Bác sĩ, tôi sẽ đăng nhất định phải cứu được bạn tôi. Được rồi, tôi biết rồi. Xin lỗi, người nhà không được vào. Bác sĩ, cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi, nhất định phải cứu được cậu ấy. Tình hình hiện giờ của bạn cậu, làm phẫu thuật sẽ có rủi ro nhất định. Bác sĩ, có cách nào giảm rủi ro không? Cậu ấy là một vận động viên chạy đường dài, đáng nhẽ năm nay sẽ vào đội tuyển tỉnh. Cậu xem trên người cậu ấy hiện có nhiều chỗ bị thương, lại là vận động viên, cho nên cách tốt nhất là tập vật lý trị liệu. Bố, đợi con sắp xếp cho Hứa Tĩnh Dương xong, con sẽ ra nước ngoài. Đúng, ngày mai cậu ấy ra viện. Người dùng 1 đã đăng xuất khỏi hệ thống Hải Đăng. Cô Giang,
Hôm nay cô lại không đi làm à? Xin hãy cho tôi được nhắc nhở cô. Đây là lần thứ 13 trong tháng cô không đi làm. Nếu vẫn không đến công ty tôi cảm thấy, nếu vẫn không đến công ty thì đám đồng nghiệp kia sẽ vui đến phát điên. Tôi ở công ty mọi người đều không thoải mái. Chán biết bao. Có thời gian như thế chỉ bằng tôi tận hưởng thú vui sống vui vẻ thoải mái. Vậy cô đang vui vẻ thoải mái ở đâu tôi đến đón cô? Không cần. Tôi đang tham quan triển lãm nghệ thuật. Cô Giang, cô lại đi ba đúng không? Tôi đã từng nhắc cô. Nếu cô thật chẳng biết bố mình tìm đâu ra một ông đường tăng thế này. Xin lỗi nhé. Hiểu Diện, nào, chị Diện đến rồi. Chị Diện qua đây ngồi đi. Chị Diện, qua đây. Nào, nào, rót đầy đi. Sao giờ mới đến? Nào, cùng uống đi. Nào, qua đây. Nào, nào, cùng uống nào. Hoan nghênh chị Diện. Hoan nghênh chị Diện. Hoan nghênh. Nào, cạn ly. Cạn ly. Nào. Hiểu Diện, bằng trai nước của cậu đâu? Chẳng phải bảo qua chưa sao? Đâu rồi? Chắc là kẹt xe, vội gì chứ? Phải không đó, hay cậu chưa hạ được anh ta? Tôi gọi anh ta, anh ta dám không đến. Cứ chờ xem. Nào, uống đi. Mười lăm, mười lăm, hai mươi. Uống, nào, uống. Quá cách vụ, anh đến cửa rồi. Nào, cạn ly. Đến rồi, tôi đi đón đây. Phải cạn đi. Chào. Đến rồi sao không vào? Lúc nãy anh không tìm được em. Hơn nữa, bình thường anh rất thích đến những nơi thế này. Tạm thời không liên lạc được. Anh đấy, chỉ biết có việc học thôi. Đi nào, giới thiệu bạn đem cho anh làm quen. Mà uống đi. 15-20 năm. 15-20-10. Chào mọi người, đây là bạn trai tôi. Đẹp trai quá. Nào, ngồi đi. Nào, vào đây, vào đây. Nào, chúng ta cùng mời bạn trai mới có hiểu diện một ly. Mà uống đi. Nào, uống đi. Nào. Thật ngại quá, tôi không biết uống. Mấy chiêu thường ngày của các cậu bớt lại cho tôi. Anh ấy diễn ngôn không uống được. Mọi người uống đi. Mọi người uống nhé. Ngồi đi, chúng ta uống thôi. Đừng quan tâm đến họ, từ từ là quen thôi. Này bạn trai, làm ngành gì? Bạn trai là để cậu gọi hả? Anh ấy tốt nghiệp đại học Sanon. Sau khi tốt nghiệp các công ty lớn ở thung lũng Silicon đều trên nhau để chiêu mộ anh ấy. Nếu cậu có quyền biết thì ủng hộ anh ấy nhé. Anh ấy làm lập trình giao đen. Lập trình giao đen gì? Tôi đang làm một giao đen kết hợp giữa công nghệ thực tế hỗn hợp và công nghệ thực tế ảo. Được rồi, anh không cần nói đâu. Anh nói tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ hỏi anh không để mặt chúng tôi. Hay thực sự không thể uống? Đúng đấy. Nào, nào, uống đi. Làm gì thế? Gây sự à? Dĩ ứng còn thì đã sao? Hai người bạn trai trước của hiểu diện đều cho tụi này của cãi bạn luôn đó. Đúng không? Đúng đấy. Nào, cứ uống đi, uống đi. Có thôi đi không hả? Cậu không cần lo. Nào, uống đi. Muốn uống? Để tôi uống với cậu. Chán thế. Nào, chúng ta uống nào. Cứ tự nhiên đi. Nào. Hiểu diện, anh đi vệ sinh chút. Chơi gì đây? Cậu chơi tiếp đi. Chơi gì? Chơi trò 15-20, 15-20 nào. Được, được thôi, 15-20. Nào, thêm lần nữa. Cậu có ý gì vậy? Đợi chút nữa cậu sẽ biết. Hai người, tới lượt hai người. Nào. Chào.
Sao cô lại ở đây? Sao à? Không nhận ra em à? Sao anh không tìm em chứ? Chẳng phải đã nói là sẽ gọi cho em sao? Cậu đừng trách tôi làm gì vậy. Điều ra cậu bạn trai này của cậu sao không liên lạc với em? Hắn không hợp thai như vậy mày. Buông ra. Mấy năm trước đã từng có scandal em nhớ anh chết đi được. Với cô gái này còn bị chụp ảnh tại quán bar nữa. Bọn tôi cũng dùng nó đi. Dị ứng cũng cài đi thơ gì lấy điều là giải dò hết. Anh làm gì thế? Anh còn nhớ em à? Cậu cố ý bảo tôi gọi anh ấy đó đúng không? Cho anh gì vậy? Tôi nói trước với cậu sao không gọi cho em? Cậu cũng không tin mà. Sao anh không liên lạc với em? Thứ cần thấy cậu đã thấy rồi. Nên xử lý thế nào thì tùy cậu. Anh tìm em đi mà. Anh nói đi anh tìm em. Em chắc chắn sẽ đến. Có nghe em nói không đấy? Anh đừng để em. Cô tự mình gây rắc rối thì tự mình xử lý gọn ghẽ. Kiểu diện thực sự không như em nghĩ đâu. Gì mà không phải như cô ta nghĩ, chính là như cô nghĩ đó. Anh ngủ với em rồi mà anh không thừa nhận à? Đừng diễn nữa. Trò này tôi xem nhiều rồi. Biết nhà anh ấy là công ty quảng cáo, tưởng giả giờ chụp mấy tấm ảnh tạo phốt như thiếu gia thì sẽ được lên đời à? Cút ngay đi. Kiểu diện, kiểu diện không phải như em nghĩ đâu. Thật đấy. Kiểu diện, anh giải quyết xong hết rồi. Nhưng anh và cô ta, nó sẽ em qua đây. Sao cậu biết họ đang giở trò chụp lén tạo phốt? Cậu tin mắt bắt vũ thế à? Người trong giới chúng ta không dám tin nhất chính là lòng người. Công ty quảng cáo mà anh ta mỗi có 70% hợp đồng là do tôi giới thiệu, cho anh ta 100 cái gan cũng không dám phản bội tôi. Kiểu diện, đói không? Chị ước khi về chúng ta ăn chút gì đó đi. Anh thực sự thích em mà. Chị giúp em giết hết rồi. Kiểu diện, anh thực sự không có gì với cô ta. Anh nói đi. Tôi nói này, trợ lý Hứa Kiện bố tôi còn không quan tâm thì anh quan tâm làm gì? Cô Giang, tôi chỉ muốn truyền đạt ý của sếp Giang. Dự án mà tập đoàn Giang thị giao cho công ty quảng cáo Bắc Vũ, ông ấy hy vọng cô có thể phụ trách. Có việc gì à? Không có gì. Cậu làm gì làm đi. Mau đi. Mình thì có chuyện nghiêm túc gì chứ? Người bận rộn là cậu mới đúng. Gần đây quán thế nào? Làm ăn tốt hơn trước nhiều lắm. Kiểu diện cách mà cậu dạy mình cực kỳ hữu dụng. Thật sao? Từ khi các KOL đấy đến, quán hot hơn hẳn. Mình còn pha chế thêm vài loại cái đấy hot. Bác sĩ ơi, dân số tăng mấy lần. Nói với họ một tiếng thôi mà không cần để ý. Kiểu diện, mình muốn thương lượng với cậu một việc. Mình muốn mở chi nhánh, mở rộng phạm vi kinh doanh, cậu thấy thế nào? Chuyện tốt đấy, muốn mở cứ mở thôi. Mình sẽ giải quyết giúp cậu chuyện tài chính. Mình không có ý đó. Gần đây mình đang bàn chuyện hợp tác với các đối tác. Nếu có thể lấy được hợp đồng cung cấp cho tiệc trà chiều cho họ thì chắc sẽ đủ vốn. Cậu cứ ngồi nhé, mình bận tí. Thụy Thụy, đã mở quán có tiền rồi thì sau này đừng mua mấy loại hàng với cây nữa. Đồ thật hay giả
Vừa nhìn đã biết ngay. Chuyện quảng cáo kiện nếu do tôi phụ trách thì việc chọn nhà cung cấp trà diệu cũng do tôi quyết định nhỉ? Bánh gia hôm nay sao chua thế? Đúng vậy, sao lại đổi bên cung cấp trà chiều? Nổi vậy, tôi thấy nhà lần trước trước cổng mà. Xét Giang giới thiệu đấy. Hèn gì. Nhưng quán gà thương nhân thế này sao so được với các nhà cung cấp có thương hiệu lớn chứ? Đúng vậy. Tạo hình và mùi vị của trà chiều này bình thường quá. Gần đây cậu bận việc gì thế? Cô Giang. Cô Giang. Ở đây toàn là màu tương đồng. Phải phối gam màu tương phản. Được à, tôi sẽ sắp xếp. Thụy Thụy. Cậu ở đây à? Khăn lụa mới chứ cậu này. Không cần đâu. Cầm lấy đi. Nhắc nữa mình bảo người cũng cất thêm dự án khác để lại số điện thoại cho cậu. Sau này có rất tiệc trà chiều thế này đều tình cậu. Thật ra cậu chỉ cần cho mình cơ hội cho ăn thử để đấu thầu là được. Ngốc quá đi. Công ty của nhà mình có quyền quyết định. Còn thấy Tử Hàng Diệp. Mình tự bắt xe về là được. Rất hân hạnh được phục vụ. Giang Hiểu Diện. Năm 1993. Cứ quyết định vậy đi. Bắt Vũ, khi nào chúng ta mới kết thúc những ngày tháng dụng trọng thế này đây? Nhanh thôi. Anh hứa. Chờ em mở xong chi nhánh. Phiên không về 7 năm trước. Chứ anh có được khoản đầu tư kia, anh sẽ nửa bài với cô ta. Hai chúng ta không ai phải nhìn sắc mặt của cô ta nữa. Kiểm Diện, muộn thế này rồi sao cậu còn đến? Khăn lụa của cậu quên ở bữa tiệc. Mình quên mất. Mình đi rót nước cho cậu. Bác Bách Vũ đưa cậu về xong. Là vậy nghe à? Mình rơi xuống sông. Anh ấy đưa đến nơi là vậy ngay. Khăn lụa mình tặng cậu, cậu để quên thật hay là không thích? Mình hôm nay trong bữa tiệc mình bận quá,
Mình thực sự quên mất. Cậu giở ác bắt vũ là thế nào? Tiểu Diện, xin lỗi, làm cũng đã làm rồi, giờ lại làm bộ làm tịch trai xem. Mấy người các người nghĩ sao vậy? Trước mặt có thể làm bạn thân muốn cho đầu tư, quay lưng lại liền đâm tôi một nhát. Tiểu Diện, xin lỗi, mình biết sai rồi. Mình muốn cắt đứt danh ấy lâu rồi, lại do quá bất vũ cứ đều bám lấy mình. Tiểu Diện, cậu tha thứ cho mình một lần có được không? Kiểu Diện, Kiểu Diện, mình xin cậu đấy, tha thứ cho mình có được không? Mình chỉ nhất thời lỡ lại, mình sai rồi. Cô sợ cái gì? Sợ tôi rút vốn đầu tư à? Kiểu Diện, mình sai rồi, mình thực sự biết lỗi rồi. Giang Hiểu Diện, Giang Hiểu Diện, mình thừa nhận mình có chút kinh tị với cậu. Đúng là cậu đầu tư cho mình, nhưng mấy năm nay người vất vả kinh doanh là mình, người đi sớm về khuya cũng là mình. Những đồng tiền này không phải do cậu vất vả kiếm được, cậu dựa vào đâu mà? Nói rút là rút, vì cô đã phản bội tôi. Tôi rút vốn về không đúng sao? Giang Hiểu Diện, mình ghét nhất ở cậu chính là điểm này. Cậu góp tiền, mình góp sức, mình không thua kém cậu. Không có kiểu tự phụ kia cậu không sống nổi đúng không? Đúng. Mình đã nhận hợp đồng từ công ty cậu. Không sai, mình thức trắng mấy đêm. Này gì muốn làm bánh cho thật tốt. Ở buổi tiệc đi xong, mình mua hàng nhé thì đã sao? Cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng rồi. Thụy Thụy, ý của thánh thượng như vậy, cô hoàn toàn là coi thường tôi, muộn quá bách vũ trả thù tôi. Cô ước bất thế thì cô trả vốn đầu tư lại cho tôi. Từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ. Kiểu Diện, Kiểu Diện, Kiểu Diện, mình xin cậu, mình xin cậu, mình xin cậu đừng rút vốn. Cậu đừng rút vốn được không? Sau này mình sẽ không đối đầu với cậu nữa. Không trở về ban đầu được đâu. Quán kia sau này có kinh doanh tiếp được hay không thì phải xem năng lực của cô rồi. Giang Hiểu Diện, giờ cô rút vốn chính là ép tôi chết. Lúc cô phản bội tôi, sao không suy nghĩ xem bản thân có năng lực đến hậu quả không? Giang Hiểu Diện, nếu cô còn bước một bước nữa thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Kiểu Diện, Thủy Tiết mất tích rồi.
Kiểu diện? Kiểu diện? Mấy hôm nay em làm gì gọi hoài không bắt máy? Ngày nào anh cũng rất nhớ em. Sao anh có thể nói ra những lời này? Anh và Thụy Thụy, tôi đã biết cả rồi. Kiểu diện em và anh giải thích. Trước khi tôi tìm thấy cô ta, tôi không muốn nghe anh nói lời nào hết. Anh đứng xa tôi ra. Xin lỗi, thi bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin lỗi, thi bao quý khách vừa gọi. Bố, con có việc gấp cần tìm bố. Phùng Thị Tuyết mất tích rồi. Là con khiến cô ta nhảy xuống sông. Alo. Cô Giang, cuối cùng cũng gặp được cô. Trợ lý Hứng. Phùng Thị Tuyết mất tích rồi. Giờ tôi muốn anh dùng mối quan hệ của mình với tôi nhanh chóng tìm ra cô ta. Đừng cuốn. Tôi không cuốn được sao? Người mất tích rồi. Trước hết, tôi muốn hỏi cô hai vấn đề. Cô có thích cuộc sống ở thế giới này không? Cô có thích cô của thế giới này không? Tôi bảo anh tìm người. Anh hỏi tôi việc này làm gì? Bạn của cô Giang, tất nhiên tôi sẽ tìm giúp. Chỉ mong cô khi có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Vì sao cô lại đến thế giới này? Dung ngoạm một dòng. Anh có ý gì? Việc liên quan đến bạn của cô sau này chúng ta liên lạc qua chiếc điện thoại này. Không cần phiền phức vậy đâu. Cần thiết. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc điện thoại của cô sau này đều có thể trở thành bằng chứng bất lợi cho cô. Chẳng hạn cái này. Tin nhắn gửi cho bố. Sao trợ lý Hứa lại nhận được? Xem như tránh rắc rối không cần thiết. Mong cô phối hợp với tôi. Alo, trợ lý Hứa, anh tìm thấy Thụy Thụy rồi. Tìm được người rồi. Nhưng tình hình khá phức tạp. Điện thoại nói một hai câu cũng không nói rõ hết được. Cô Giang. Alo. Alo. Tốt nhất là trong 15 phút cô đến cảng số 13. Nhớ, nhất định phải đi qua cầu vượt sông. Alo. Alo. Cô ta vẫn còn sống đúng không? Trợ lý Hứa. Alo.
Alo, chuyện gì mà không thể nói rõ trong điện thoại? 15 phút sau tôi tới kịp. Cô đến đâu rồi? Tôi đang trong đường hầm. Anh mau cho tôi biết Thụy Thụy thế nào rồi. Alo, Sống Bình anh yếu quá. Alo, trợ lý Hứa. Alo, alo, trợ lý, anh có nghe tiếng tôi không? Trợ lý Hứa, anh có nghe tiếng tôi không? Chào mừng đăng nhập hệ thống Hải Đăng. Đang mở lối vào cho bạn. Đã từng đấy năm. Lần này tới tỉnh Nam chưa rõ tình hình thế nào. Là cậu sao? You want.